Làng Krông, xã Gia Mơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Những năm trước đây, một số người dân trong làng vì nhẹ dạ cả tin đã bị các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo chống phá chính quyền, vượt biên trái phép. Để tình trạng này không tái diễn, già làng Cơ So Hà Lâm cùng với chi bộ đã phối hợp bộ đội biên phòng tổ chức nhiều buổi họp làng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Nhờ có già làng cùng bộ đội ở đây tuyên truyền, mọi người mới ý thức hơn, cảnh giác hơn. Ai đi về bên kia là phải thông báo ngay cho bộ đội, cho chính quyền, cho già làng. Bà con nghe cán bộ và nghe theo già làng. Già làng Hà Lâm là đúng là một nhân chứng sống trong cái công tác tuyên truyền cho con cháu, cho thôn làng và uy tín lớn đến lớn về cả cho toàn xã Gia Mơ này. Là cũng là cái người mà để phát huy cái vai trò đảng viên trong cái công tác là tuyên truyền cho bà con, cho thôn xóm, cho dòng họ chấp hành cái đường lối chủ trương pháp luật. Để dân làng có cuộc sống tốt hơn, già làng So Hơ Lâm còn trực tiếp đến từng nhà để tìm cách xóa đói giảm nghèo. Chẳng hạn như là những năm trước đây già làng đã từng giúp đỡ một số hộ gia đình khó khăn hay là cho mượn tiền để mà phát triển kinh tế hoặc là hướng dẫn một số hộ dân để cách thức làm ăn theo nghề kinh. Thì khi đó mà khi người dân làm có hiệu quả, người dân là rất tin tưởng vào cái lời nói của già làng. Là một đảng viên trưởng thành trong kháng chiến, già làng Cơ So Hà Lâm luôn kiên định tin tưởng vào Đảng và Bác Hồ. Nghe lời Đảng, nghe lời Bác Hồ, cái gì là có lợi cho dân thì là mình vận động cái đấy, hoặc là thấy cái gì hay vận dụng được tại địa phương mình thì là mình vận dụng, thấy cái gì là sai thì mình nói trực tiếp, mình không được đế bốc, luôn luôn là cảnh giác. Làm gì mà cái chuyện có ăn mà không làm có ăn, con người mình có chức lao động mình có ăn, thế mình đi tiến tuyến vậy thôi, thấy cái lợi thì là nghe thôi. Các già làng là những người có khả năng quy tụ, tập hợp nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, nghe và làm theo. Họ chính là những trụ cột của bản làng, có vai trò rất quan trọng giúp cho chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội để tạo ra sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt đời sống của người dân khu vực biên giới.